Xin chào toàn thể tất cả ông chí và các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh được chia sẻ và muốn chia sẻ với toàn thể mọi người, các ông chí về nội dung đấy là Chủ tịch nước đề nghị đãi ngộ xứng đáng với lực lượng y bác sĩ các tuyến đầu chống dịch thì như nào. Đối với cái này chúng ta biết rồi, Chủ tịch nước Nguyễn Phúc có rất là nhiều cái bài mà quan tâm về cái vấn đề các lực lượng tuyến đầu chống dịch, kể cả bộ đội, cả công an, rất là nhiều. Ở đây là có hơn 4.280.000 cái kết quả. Tất nhiên một số kết quả không phải là thể hiện đúng, nhưng chúng ta biết là cái mức độ quan tâm của nhà nước chúng ta, của chính phủ nó rất là lớn, và chúng ta đã có cái quan tâm cụ thể bằng các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết số 16 của chính phủ, và cách đây là chúng ta là đã 7 tháng, hơn 7 tháng rồi. Đấy, vậy thì những lực lượng y bác sĩ này, tuyến đầu chống dịch này, đối với lượng các trực chốt ở đây, cả bộ đội có, công an có, thì là tiền phụ cấp được bao nhiêu tiền một ngày đấy, cả ở biên giới vân vân, rồi là các lực lượng truy vết thì như nào. Cái này ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ toàn thể mọi người, và đặc biệt là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một trong những người đứng đầu cái thời điểm đấy đã yêu cầu là có cái phụ cấp tương xứng, và chúng ta để nắm để như thế nào như thì chúng ta cùng theo ở đây, chúng tôi sẽ chia sẻ toàn thể tất cả chúng ta về cái chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế, lực lượng truy vết, trực chốt vân vân thì như nào. Ở đây thì cái nội dung căn cứ và nội dung và căn cứ như sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị, có cái đề nghị đãi ngộ tương xứng, cái này rất nhiều bài báo đã viết rồi. Và cái nhân viên y tế, lực lượng truy vết, bộ đội công an vân trực chốt thì đã rất là vất vả trong cái thời gian vừa qua. Và chúng tôi đã căn cứ vào điều 2 nghị quyết số 16 NQCP ngày 8 tháng 2. Như vậy chúng ta Đảng, chính phủ, nhà nước rất là quan tâm. Cách đây tận ngày 8 tháng 2 đã có cái phụ cấp rõ ràng rồi. Và thời gian tới có thể là phụ cấp tăng cường nữa. Và cái chế độ phụ cấp ra sao? Đối tượng ở cái điều 2 thì có rất nhiều mục, có đến tận 7 mục. Tuy nhiên chúng tôi chia sẻ nội dung thứ nhất, mục thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đấy, nội dung thứ nhất, thứ hai, ba của điều 2 để liên quan đến các đối tượng. Đầu tiên là cái mức phụ cấp 300.000 trong người ngày, hoặc là 200.000 và 150.000 như nào. Chúng ta cùng xem đối tượng và các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch được bao nhiêu tiền một ngày về cái phụ cấp quy định này. Cái mức 300.000 một ngày đối với người đi giám sát điều tra xác minh dịch tễ, đấy, đối với người trực tiếp khám chữa bệnh đấy tại cơ sở, như vậy y bác sĩ ở đây đúng không, nhân viên y tế, các công việc lấy mẫu đây, các nhân viên lấy mẫu của chúng ta gọi là thường là CDC, nhân viên y tế đấy, cũng là 300.000 một ngày, hoặc là các làm việc vệ sinh tẩy uế diệt đấy tại các khu điều trị, phải là khu điều trị nha, đấy cũng là 300.000 một ngày. Đấy, đây là mục D. Cái thứ hai nhỏ, điểm hai nhỏ, chế độ phụ cấp 200.000 một ngày đối với những đối tượng nào, tức là những người vận chuyển, người bệnh, bệnh phẩm, bảo quản thi hài đấy, hoặc là giặt đồ vải quần áo, bác sĩ bệnh nhân thu gom. Chúng ta hiểu đây là các đối tượng giống như chúng ta gọi là đối tượng phục vụ trong bệnh viện ấy, những người phục vụ thôi, hộ lý vân vân, đấy lực lượng dọn dẹp vệ sinh thì là 200.000 một ngày. Những người làm nhiệm vụ giám sát y tế, theo dõi tại cơ sở y tế tại nhà, tức là nhiệm vụ theo dõi đây, giám sát y tế, theo dõi y tế cơ sở tại nhà và cơ sở y tế theo quy định đây, thì là 200.000. Ngoài ra C nhỏ, các đối tượng xúc rửa dụng cụ pha chế tại các phòng xét nghiệm SARS-CoV-2, những đối tượng mà nguy cơ lây nhiễm khá là cao thì là 200.000 một ngày. Vậy thì đối tượng thứ ba là ai? Mức 150.000 một ngày áp dụng đối với người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung, không áp dụng các hình thức cách ly tại nhà và lưu trú. Đấy, cách ly tập trung. Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế tuy tìm đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành các mệnh lệnh cách biện pháp cách ly y tế, tức là những người mà chống người thi hành công vụ hoặc là không hợp tác vân vân. Đấy, để bắt những người ấy, xử lý những người đấy thì những đối tượng này vẫn có 150.000 ngày. Hay những người làm nhiệm vụ tại tổ chốt đường mòn lối mòn trên toàn biên giới làm thủ tục cho người nhập cảnh. Đấy, tổ này, chốt này, đường mòn này. Như vậy các lực lượng trực chốt là vẫn được 150.000 một ngày mọi người nha. Đấy, rồi là những người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra kiểm soát an ninh trật tự khu y tế tập trung. Đấy, tức làm tại khu cách ly. Đấy, hoặc là trên địa bàn có nhiễm COVID-19 nhưng mà đi kiểm tra vân vân thì là 150.000 một ngày. Đối tượng E trong mục 3 nhỏ là những người làm nhiệm vụ phun trùng khử độc. Đấy, phun trùng khử độc. Đấy thì là 150 rồi. Và đối tượng G là những người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận điều trị COVID-19.
Những đối tượng này có loại 150.000. Như vậy chúng ta có thể thấy là qua cái nghị quyết đấy, qua cái nghị quyết số 16 của NRCP này, tôi đã nói rõ thì không chỉ chủ tịch nước, không chỉ chính phủ mà nhân dân rất là quan tâm đối với những cái vất vả của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và các lực lượng trực chốt. Như vậy cái mức phụ cấp này cơ bản là một phần nào đã đáp ứng được cái sự vất vả kỳ vọng và không phụ lòng đỡ cái thời gian vất vả xa gia đình, không được thăm người thân, rồi là nguy hiểm rất nhiều y bác sĩ đã nhiễm bệnh và cũng có nhiều y bác sĩ đã hy sinh rồi, công an hy sinh rồi. Nên chúng ta hy vọng là thời gian tới chúng ta sẽ chống dịch thành công hơn nữa. Xin chào toàn thể tất cả mọi người.